Cái gì con có mua quà cho má nè. Có quà cho má hả? Có. Trời ơi, dễ thương không? Thấy con trai em không? Chà. Con mua cho má thùng Bixerin. Hả? Nó đi Việt Nam vậy, nó mua tôi TV Bixerin hả? Không phải. Cái gì? Bía sầu riêng. Nói cho rõ. Bánh bía sầu riêng. Bánh bía sầu riêng. Má thích cái này lắm em à. Em coi á, đi về Việt Nam dẫn nó dạy nó nói tiếng Việt. À. Đi vô ăn kêu hai tô cháo gà. À. Nó nói cho hai tô cháo gái. Trời ơi, giống anh á. Má, cái này đủ cho má ăn 2 năm luôn đó. Trời ơi, dễ thương không? Con thấy không? Thanh niên mà biết thương mẹ là mai mốt lấy vợ thương vợ lắm, con đừng có lo. Cũng tại cái thùng bánh bía sầu riêng này á, còn bị phía trường xét quá chừng á, cho nên con mới nói 3 giờ trước. Ô vậy hả? Dạ. Vậy... Nhưng mà cái này á, con mua cho má ăn chơi thôi. À. Còn quà đặc biệt đó là ba hứa ba mua. Thiệt không con? Trời ơi, vậy hả? Anh, quà em đâu? Hả? Đừng có nói đi tháng gì mà không có quà cho em mà nha. Phải đặc biệt đó nha. Có chứ. Trời đất ơi, cho thằng nó biết mua cho ghế của nó. Anh không biết mua cho ghế của anh hả? Biết có không? Thấy không? Đâu quà đây, em đâu? Để coi kiếm coi có không? Có không? Con thấy không cô? Con thấy không? Chú á, chú đáo lắm. Qua đây, qua đây anh. Qua đây, qua đây, qua đây. Chú đáo lắm con. Đâu quà em đâu? Quá từ từ anh. Quà quý vậy. Quà? Đâu à, có rồi. Có rồi không? Đâu được coi coi. Đây. Cái gì anh? Anh giỡn mặt với em hả? À, cái này anh ghé Đài Loan anh vớt đại phải không? Không phải. Trời ơi, em đâu biết hút thuốc đâu mà em ghét những người hút thuốc lắm anh biết không? Bởi vậy con người em không sâu sắc. Mua quà cho vợ là phải có ý nghĩa. Ý nghĩa gì? Em đồng ý với anh là ở bên Mỹ mỗi lần anh hút thuốc á là có em xuất hiện không? Đúng rồi. Mà em xuất hiện em cằn nhằn. Đúng rồi. Về Việt Nam mình buồn quá không có em nhớ em. Hả? Cho nên mua cây thuốc lá mỗi lần anh nhớ anh dồn cây thuốc lá. Đó là nhớ em mà là mua tặng em á. Trời ơi thôi lần sau em không thích cây thuốc lá đâu nghe chưa? Đó để chú miệng mồm vậy không à? Anh, quà của em đâu? Có, quà em đây nè. Đi quà cho nó đi con. Dạ. Anh có mua cho em một món quà đặc biệt. Đặc biệt là cái gì em đã vậy? Anh nói em nghe, anh về Việt Nam á, anh suy nghĩ một tháng trời anh mới nghĩ ra cái món quà này cho em đó. Trời đất ơi, tao nói má này nó ra A Thần Phụ nó mua một cái bánh bía sầu riêng liền, còn má kia tới một tháng trời nó mới mua được quà đặc biệt á. Thì cũng giống như em thôi. Sao? Hồi lúc mới quen em thì má anh cũng bị giống vậy đó. Ông là nhật nhân quả sao trời? Của tôi nhỏ mà. Em mở ra nha. Mở đi. Cương mở ra nha. Mở đi con. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Anh. Ủa sao tự nhiên không hát vậy? I don't like it. Why not? Em không có thích. Cô coi nè. Anh nói tìm tháng trời mà tiếng này nè cô. Cô nhưng xem mà... coi. Trời. Jonathan. Con mua cái này cho Vi á hả? Dạ. Trời. Vi à, con sorry cô. Không, con không cần gì sorry hết. Cô ok, anh à. Cắt bánh cho mấy đứa nhỏ đó, hôm nay sinh nhật của Vi mà, cắt cho nó vui đi anh, đi, đi cắt má. Bánh đi. Má. Cô. Gì vậy? Em ơi. Trời ơi mày hại tao cho nó thằng. Trời tao đi về Việt Nam một tháng rồi tao feel tao guilty rồi. Nãy giờ tao ráng nịnh bả gần chết mà chợt cho bả giận à. Một cái thật má mày là giận cá chém thớt, là giận mày chém chúng tao à. He says he understands me. À. He said he spent an entire month looking for my gift. Yeah. But he doesn't know me at all. Really? I don't like it. Oh my God, you don't like it? No. Why? Nó nói cái gì kỳ cục ba? Nó nói là con không có hiểu nó cái gì hết. Mà con nghĩ nó quen nhau mấy năm trời rồi. Con hiểu nó còn hơn nó nữa kìa. Really? Yeah. Nè, con biết á là khi mà nó cười. Con biết nó muốn đi qua Sydney. Vậy là quá hiểu rồi. Rồi khi mà nó nháy mắt á. Là con biết nó muốn con hung nó. Why? Rồi khi mà nó bóp đùi con á. Thôi. Không. Là nó muốn con dẫn nó đi shopping tại cái bóp con nằm ở đây nè. Trời tao hết hồn mà. Nó khác má mày. Mỗi lần má mày bóp đùi cái bà hỏi chết lương đâu. Trời ơi, cái khổ. Đó nó hiểu con quá mà. Hiểu đâu mà hiểu chứ. Con mới là hiểu cho ảnh nè. Anh muốn gì con cũng chiều cho ảnh hết á. Chú nghe này nha. Ảnh muốn ăn đồ Ý á thì con làm spaghetti cho anh ăn. Trời ơi, giỏi vậy đó hả? Dạ dĩ nhiên rồi. Còn ảnh ăn đồ Mỹ á thì con làm burrito nè chú. Trời, giỏi quá luôn rồi. Dạ rồi ảnh ăn đồ Việt Nam á. Con còn đãi anh ra điểm sắm nữa đó chú. Ờ giỏi.
Lộn rồi bà. Sao vậy? Điểm sấm là đồ Tàu. Ủa? Đồ Việt Nam là bún mắm. Nhưng mà con nói biết làm bún mắm đâu. Ờ nó đâu biết làm bún mắm đâu. Mai là nó không có biết làm bún mắm ba. Ờ. Con nói ba nghe nè. Sao? Con nhỏ này á nấu ăn dở ẹt rồi ba ơi. Trời. Khi mà nó nấu ăn á con phải cắn răng con mới nuốt được ba. Rồi nó hỏi: "Anh ơi có ngon không anh?" Con phải nói ngon ba. Vậy là mày giống tao quá. Ủa? Má mày nấu ăn cũng dở ẹt à. Giờ mỗi lần ăn hỏi ngon không anh? Ngon. Ê, hai người nói xấu người ta hả? Con mét cơ. Con đừng mét cô con. Cô xử chú đứa con đừng mét cô nha. Đừng mét. Vì con đang xử ảnh kìa. Gì vậy? Như nó chọc mặt, chọc em trước mặt ba anh làm quê quá à. Anh chơi kỳ vậy? Thì em phản ứng trước mặt ba mẹ anh như vậy anh cũng quê vậy. Ờ. Sao? Hả? Ai biểu anh mua quà gì sao em thích được. Thôi. Dạ xin lỗi hai bạn. Trời ơi, riết nó coi mình như là bạn bè nó kỳ lộn trước mặt tính bơ vậy đó hả? Vừa phải thôi nha. Gây đi. Ờ, thấy hiền làm tới. Này con. Em nói giỡn hả? Tính cái gì vậy? Sao mà nhận Jennifer ăn đi? Khoan. Tự nhiên có Jennifer vô đâu đi? Là bạn gái cũ của ảnh đó chứ. Rồi, giống cô mà rồi. Hai dắt chiều dĩ dãn. Mỗi lần vợ tôi giận nó nhắc Lan Huệ hoài. Tưởng quen ai? Quen con nhỏ lùng tịch đó. Trời, bà này bà gan ghê. Bà vậy mà còn kiếm nhỏ lùng hơn đó trời. Hey. Công nhận mày hay nha cho anh Thành. Kiếm tụi hàng độc không á. Xin lỗi em nha. Gì? Nhưng mà con Jennifer á, nó nấu ăn ngon hơn em nhiều. Vậy? Nếu mà em muốn quà dự ý á, thì có thằng Kevin đi mua đi. Phan! Kevin là ai nữa? Thì bầu của nó chứ ai. Trời đất ơi. Tưởng quen ai quen thằng sống quá. Nhớ chuyện dễ dàng nữa à. Chứ không phải đâu chứ. Sao con? Nó mày bạ không à. Sao vậy? Thằng Kevin nó theo con chứ đâu phải con theo nó đâu. Vậy con chỉ có theo ảnh thôi. Mà bia chú thấy không? Anh đối xử với con như vậy á chú. Tội nghiệp nó quá mày ơi. À thôi đến đi con. Ồ đến đi. Đến đi. Đến. Ồ đến nha. Ồ đến đi. Ủa chứ chắc chú vô lộn. Ờ. Mới về Việt Nam dỗ nít quen thì quay lộn rồi. Lộn. Ủa, sao có mày mẹ không dỗ mày? Tao dỗ. Kệ cho nó khóc đi. Hả? Cho nó khóc đi kệ. Ôi con ơi. Thấy nó hoàn cảnh nó tội nghiệp quá con. Con còn tiền lẻ không? Gì vậy ba? Bo nó 1.2 triệu. Con nói cái gì vậy? Nói trời đất. Con về Việt Nam tôi đi bắt xa quen rồi tôi quên. Vô năn nỉ đi mày. Năn nỉ đi. Honey. Cái gì vậy? Ờ khóc đi, khóc cho đã đi. Khóc đi, khóc đi, khóc đi. Bảy. Mày giỡn quá trời đất ơi. Tại sao mày nạt mày la nó vậy? Trời đất ơi. Chuyện này tao biết rồi. Dạ. Về Việt Nam mới vớt như nào phải không? Không có. Nè, không có không? Không có ba. Cái mặt gian gian tao biết rồi, mày con tao không biết hả? Không có. Trời đất ơi, tao nói rồi nha. Đàn ông con trai ra đường càng quậy bao nhiêu, về phải càng nịnh vợ bấy nhiêu. Biết không? Đàn bà họ yêu bằng cái lỗ tai. Làm gì làm phải nịnh. Mày thấy không? Tao ra ngoài làm gì làm về má mày vẫn là số 1. Đó. Đó. Mà còn có nó, cái gì? Nó bực bội tại vì cái món quà đó ba chứ gì đâu. Mới quên nó mày mà tặng nó cái gì mà nó giận vậy? Thì con tặng cho nó cái chiếc áo bà ba. Gì? Cái gì? Nó tặng chiếc áo bà ba. Ai chôm chôm mang cuộc mãn cầu cảm sành xoài cát hương. Trời ơi. Xuyến đó hả? Xuyến ngày xưa. Chứ còn gì nữa. Mười lữ nè. Mười lữ ngày xưa nè. Ai chôm chôm không? Anh ăn chôm chôm không anh? Trời đất ơi, chôm chôm mua có 100 gram. Không lẽ có 2 trái thôi sao anh? Thôi mua 1 ký em nhờ nghe anh. Ai cắm sành không? Cắm sành dắt uống nước cho khỏe nghe. Nè xuyến. Chờ qua tí xíu chèo về chèo lẹ vậy. Chờ xíu đi. Chờ cái gì mà chờ? Vì sao qua nói qua mà qua không qua? Rồi bữa nay qua không hứa qua mà qua lại qua.
Trời ơi, hoa dễ thương cái gì đâu á. Không phải, hoa tính hoa mà quần quật quá cái hoa quên. Hôm nay định đảnh là sẽ qua với hoa. Thôi đi, hoa là anh á, nuốt lời hứa như là nuốt xương xa vậy à. Trời nữa, con câu nó hoài nè. Đâu hôm nay mà cái bà ba đẹp quá vậy? Bà ngoại tôi ba cho tôi á. Bà ngoại nói con gái hả, đi buôn bán thì bận bà ba, chứ nó thùy mị. Trời ơi, không phải thùy mị nữa mà còn đẹp nữa. Cảm ơn à. Mà hấp dẫn nữa. Thôi đừng xạo đi. Không có xạo đâu. Chứ phải anh lên thành phố, anh thấy Tây thấy Đầm, cái anh về anh quên bà ba. Trời ơi, muốn lật xuyền người ta thua. Trời, làm gì dữ vậy? Không có đâu. Đầm đầm quần jean gì quần jean chứ. Lúc nào qua cũng nhớ tới áo bà ba. Trời ơi. Nói nghe nghe thuyền tôi nó khẩm lắm á, nghe rớt cái cây về bà ngoại tôi quýnh á, tránh ra cho người ta mà ăn buôn bán. Từ từ. Ôi nghe, tôi đi á. Gì? Ơi trời ơi. Đi đâu mà lẹ quá vậy? Đi mà ăn buôn bán chứ chi, sáng giờ chưa có ai mở hàng hết á. Khoan đã, cho tôi bán trái sờ cát đi. Trời, mở hàng gì có trái sờ cát vậy anh? Không, lát mua nhiều nữa. Thôi, không ai bán giữa sông hết á. Tôi vô tôi cắm xào trong kia kìa. Vô nghe, mở hàng nghe. Tôi chờ đó. Chờ nhá, nhưng mà Xuyên ơi, Xuyên ơi, chờ. Xuyên ơi, chờ tôi với Xuyên. Xuyên ơi, Xuyên. Chào tôi với Xuyên. Xuyên. Anh làm gì vậy? Hết mơ rồi. Ủa? Bước xuống ghe đi. Điệu này chắc về Việt Nam chèo dữ lắm nè. Không phải. Cứ nghĩ quen người ta hoài à. Không phải đâu Xuyên. Mấy chục năm rồi mới thấy mặt lại cái bà ba. Thấy thương quá. Mà không nhận nhà người Việt Nam mình ngộ nha. Sao? Đàn bà gái dữ cỡ nào mặt cái bà ba thấy hiền queo à. Cảm ơn à. Từ đã sắp tới mặc áo bà ba hoài nha. Thôi đi à, em không có mặc áo bà ba cho anh đâu. Sao vậy? Em mặc áo bà ba là cho tụi nhỏ đây nè. Ừ. Trời ơi con. Thấy chưa con? Tới đây lúc mà mẹ biết là con mua cho Vi cái áo bà ba này nè, mẹ ngạc nhiên hết sức vậy á. Mà đẹp hả mẹ? Quá đẹp chứ còn gì nữa. Thấy không, mẹ mặc vô kìa ba nè, nửa tỉnh nửa mê chèo quá trời, thấy không? Con nè, hả? Con cũng nửa tỉnh nửa mê nè mẹ. Đó. Thì khi mà con về Việt Nam á, con về quê thăm bà ngoại á, con có thấy mấy người cô gái Việt Nam bận áo bà ba mà khâm xuống gắm cái gì? Gì? Cái má. Gì? Cái má. Cái mà mày nói tiếng Mỹ đàng tây mà. Cái mà con, trời cái dấu nó quan trọng, cái mà. Cái mà. Nhưng mà con đứng xa xa con nhìn người phụ nữ bận áo bà ba rất là đẹp. Đẹp lắm chứ con. Rất là sexy nữa. Giống ba mày không à. Con biết không, mẹ thì mẹ nghĩ vậy nè. Thường thường người nói đến phụ nữ Việt Nam là nói tới áo dài. Mà áo dài là dành cho lễ hội không à. Mà phụ nữ Việt Nam như mẹ nè là làm lụng vất vả lắm để lo cho chồng, lo cho con, phải không? Mà áo dài đâu có tiện đâu. Cho nên mẹ nghĩ chắc là ngày xưa phụ nữ mới nghĩ ra một cách là cái áo dài đó cắt cho giặt ngắn. À, để cho dễ khung khung xuống cái má. Đúng rồi đó con. Cái mạ nha con. Rồi còn cái cổ cao vậy cũng khó chịu lắm đúng không? Cho nên cái phải khoét cái lá trầu vậy nè. Đó, để cho dễ làm việc mà dễ cho người ta ngắm nhìn nữa, đúng không? Wow, vậy thì đẹp áo lắm. Dài thì dài quá, cắt ngắn lại. Cổ cao á thì phải khoét cái lá trầu. Ê, khoét sâu quá. Cái này thành lá chuối rồi. Lá trầu nằm ở trên đây nè con. Lá trầu trên đây. Đẹp không? Wow. Áo bà ba rất là đẹp. Ôi, áo bà ba kia. Áo bà đâu ra đẹp quá nè. Đẹp không mẹ? Đẹp quá. Ba, ở đâu ra vậy nè? Bạn con á. Bạn con không hả? Trời ơi, chỗ nào cũng đẹp quá nè. Anh ơi. Sao em? Áo bà ba đẹp, anh làm gì anh đã sáng rồi đến sáng chứ anh. Không phải anh thưởng thức áo bà ba. Trời đẹp quá. Trời gió thổi lồng lồng đẹp quá. Mấy đứa nhỏ bạn con hôm nay nó mặc đồ áo bà ba dễ thương quá con. Bởi vậy á, con muốn giới thiệu đây là bạn con bận áo bà ba cho nó đẹp hết. Hay. Trời ơi, phải công nhận. Đây cái nhà con ngắn đi đây nè. Trời ơi. Tôi thấy mấy em này mặc sao tôi nhớ Việt Nam quá trời. Hey, không có, đừng hơi bể, tôi nhớ quê hương. Anh cứ về vườn thả thôi, vì cái em cũng áo bà ba vậy. Wow, quá trời.
dễ thương con dỗ nha. Con phải đi xa với bạn bè con ba nha. Bảo đảm không. Ủa? Phi rồi. Phi đâu rồi? Phi đâu rồi? Phi đâu rồi? Phi. Ủa? Quá dễ thương. Đẹp mẹ. Đẹp quá. Dễ thương. Ok. Ghé đi. Em xinh tươi trong chiếc áo bờ ba. Em đi mau kéo trễ chuyến. Thôi đứng dậy hết rồi chèo. Qua bên Bắc Đình.